tờ quảng cáo cho vay vốn trả góp, giải ngân trong ngày. Chỉ cần chứng minh nhân dân được dán tràn ngập trên các trục đường chính của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Những người lạ mặt dán những tờ quảng cáo này vào ban đêm có ở khắp nơi đã gợi sự tò mò trong người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu vay vốn. Tôi gia đình buôn bán nhiều khi cũng thiếu vốn, thấy mấy miếng giá trên cột điện á, thấy cho dây nhìn cũng hấp dẫn, không cần thế chấp tài sản gì hết, mà không biết là lãi suất có cao hay không, nhiều lúc muốn dây nhưng mà không dám. Như làm vụ thì em lai cho khoảng bao nhiêu một bao nhiêu tiền ha? Từ 10 triệu một số. Có thủ tục gì không anh? Có làm thủ tục gì không? Chúng mua đồng tàu gốc thôi. 10 triệu là ngày có 400, có tới 30 ngày. Tình hình này, tôi xin khuyến cáo bà con nên là ý thức là phòng ngừa, đây là cái hình thức lừa đảo chứ không phải là cho vay mà cái kiểu lãi suất nhẹ. Thì khuyến cáo bà con nên có ý thức phòng ngừa và khi phát hiện tố giác cho cơ quan có chức năng để làm rõ xử lý đối với số đối tượng này. Mặt khác thì cô bác là cần vay tiền thì phải đến cơ sở là hợp pháp hoặc giả là ngân hàng để chúng ta vay làm ăn có cái điều kiện nó hợp lý hơn. Vay 10 triệu đồng, trả lãi 2 triệu đồng trong một tháng. Rõ ràng đây không phải là mức lãi suất thấp.